Có xem luôn đây, nhớ mày nhá. Vấn đề ở thoát nước là hố bơm chìm ở hầm B2 đang thiếu ngăn lắng rác. Tôi nghĩ là phải bổ sung ngay, nếu không để về lâu dài đi vào hoạt động sẽ thiếu an toàn. Anh Long. Hả? Anh thấy sao? Sao? À, cô về tổng hợp lại tất cả rồi gửi tôi. Tôi sẽ trao đổi với bên thi công. Thi à? Thi ơi! Người đâu càng lạnh lùng càng đáng yêu. Nam này, anh hỏi thật nhá, mày phải trả lời thật. Sếp với cả Khánh Thi ấy, có gì với nhau không? Không! Người ta còn đang đi xem mặt kia kìa. Có gì là có gì. Xem mặt á? Ờ. Như thế có nghĩa là người đưa cơm ấy không phải là sếp rồi. Nam, bây giờ sếp với cả Khánh Thi ấy mà hẹn hò với nhau ấy, thì làm gì có thằng nào nó dám tòm tem đúng không? Nhưng mà mày có chắc không? Anh thấy hai người đấy. Cầm vào cho em đi. Con này tiện thế. Hai người đẹp. Anh đến gặp sếp em à? Ông ấy tớn tác lên đi tìm vợ rồi. Nhìn thấy em là anh không nhớ đến sự tồn tại của sếp em nữa. Hôm nay tâm trạng của em không tốt, không tán gẫu với anh được đâu. À, từ từ. Anh đi công tác một tuần liền mới về mà thái độ của em như thế à? Đã một tuần rồi á? Lâu quá phải không? Không ý. Tại em cũng không nhớ đến sự tồn tại của anh, cho nên không nghĩ một tuần nó lại trôi qua nhanh thế. Vậy thì một bữa ăn có thể cải thiện tình không? Ăn à? Ừ. Cũng được. Thì lên xe.